Ngày 15 tháng 3 vừa qua, một bé trai 8 tuổi tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị đuối nước thương tâm tại một hố nước công trình thi công để lại. Điều đáng lo ngại là cho đến thời điểm này, khu vực cháu bé gặp nạn hiện cũng còn rất nhiều hố sâu tương tự, nhưng chẳng có bất kỳ rào chắn cảnh báo gì cho người dân. Đây là hố công trình, nơi cháu Nguyễn Đức Hường, 8 tuổi, bị đuối nước. Trong lúc nô đùa cùng các bạn, Hường bị trượt chân xuống hố sâu và tử vong tại chỗ. Là do cái công trình này là rằng mốc độ sâu là trước đây là tôi biết độ sâu từ 3 đến 4 mét nước. Nên cuối cùng không có cái biển bố gì hết mà không có cái rồ chén gì hết. Nên cuối cùng là con nít cứ nghĩ là trước đây là đồng ruộng để đó banh mà mùa hè lẫn đó đây nó banh chơi. Nên cuối cùng hết thường chạy trên đó có cái bờ này. Nên cuối cùng từ đó con nít không biết được cái sự nguy hiểm. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, khu vực xảy ra vụ tai nạn thuộc dự án kênh thoát lũ đi qua địa bàn do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công đã đào nhiều hố sâu, thế nhưng không thực hiện rào chắn và cắm biển cảnh báo dẫn đến vụ tai nạn. Dân của chúng ta rất là bức xúc cho những cái nhà đầu tư không có trách nhiệm đối với là những cái chỗ mà mình thi công của công trình. Vậy là tôi yêu cầu là bên công trình, bên chủ đầu tư làm sao để có một biển báo, để có một cái trách nhiệm đối với người dân của chúng tôi. Ngoài hố sâu xảy ra vụ tai nạn, khu vực này hiện còn có khoảng 10 hố sâu khác, trong đó có nhiều hố nằm sát đường dân sinh. Và chính vì vậy, nguy cơ tai nạn đối với trẻ em hiện diện hàng ngày ở các hố công trình này. Qua địa bàn Hòa Liên thì rất nhiều dự án đang triển khai. Vấn đề này thì Hòa Liên mong muốn rằng là những ngành và chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đối với những đơn vị thi công trên địa bàn mà không đặt những biển báo để cho người và yêu cầu đơn vị thi công phải chấp hành nghiêm quy định là đặt biển báo cũng như trong quy định thi công đảm bảo an toàn giao thông và cũng như đảm bảo tính mạng của dân đang hiện đây. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh và yêu cầu cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên đến nay, dù đã xảy ra tai nạn, nhưng các cơ quan liên quan vẫn chưa có động thái gì. Nỗi lo từ những hố sâu công trình vẫn tiếp tục ám ảnh đến người dân nơi đây.